Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình có làm livestream hồi sáng á, mình ngủ được đâu có tí xíu rồi xong cái mình dậy rồi mình có làm cái livestream cho mọi người á. Thì bây giờ mình nói tí xíu về Shiba Inu, xong rồi mình nói đến cái coin của Dogecoin Mars, ok? Cái Shiba Inu ngày nay cái giá cao nhất là 60-40, nó cũng ở khoảng vị trí thấp số 5 và 49-48. Bây giờ mình nói với mấy bạn này nè, thì mình biết có mấy bạn cũng nói là mình sợ rồi mình muốn bán Shiba. Mình vẫn còn ở đó, mình chỉ chuyển ra một ít ngày hai bữa 30% á, còn mình nói chuyển 40% thì mình vẫn chưa chuyển nha mọi người, tại cái giá nó cũng rớt á, mình không biết sao. Với lại mình hôm nay mình xem cái coi kỹ lại những cái việc mà mình sắp chia sẻ với mấy bạn nè. Thì nói chung có một cái á, là mình nói như thế này, nhiều khi như cái nói về những cái coin mà có giá trị lớn thì như ví dụ như là Ethereum, nó cũng đã lên gấp 1.000%, ok, là gấp nhân gấp 10 lần á, 10 lần cái tiền mình đầu tư vô á, cái giá trị của nó vào một năm trước á. Thì mình cũng nói với mấy bạn là thì mấy cái tiền nhỏ đó thì mấy bạn đầu tư cũng dễ hơn, và số lượng nó lớn á thì lấy số nhiều, và thường là những cái coin nó còn nhỏ và nó mới phát triển, nó tự nhiên nó biến mới mới ra xong rồi nó lên giá. Cái thứ nhất là mình không cái kiểu như mình mua cái coin á không phải lúc nó mới ra cái mình mua liền. Có nhiều khi những cái coin nó có nhiều người ta làm fake coin á, nó bỏ lên nhưng mà nó không có cái trong cái blockchain á thì giá trị nó không có gì hết trơn, thì mình mua cái đó chỉ là có khi bị scam, ok. Còn một cái nữa là những cái coin mà mình mua mới á, thường thường cái coin nào mới ra á, nó sẽ vượt rất là nhanh trong cái tuần đầu tiên, rồi nó sẽ rớt ngay khi nó vượt lên cái đỉnh cao nhất, mọi người nhìn thấy như vậy rồi cứ tiếc uổng là nó lên như vậy, thì mình mà vô được cái lúc đầu tiên đó thì mình sẽ có cơ hội để kiếm lợi nhuận cao hơn. Nhưng mà thực tế thì không phải vậy, tại nó nhảy lên nó nhiều người mua một lúc á, tại thấy nó vừa ra có người ta bỏ tiền vào, nó nhảy lên cái vọt lên cái khoảng chừng vài phút là nó rớt xuống lại ngay. Mà nếu lúc đó nó rớt thấp hơn cái giá mà nó mới ra, thì nếu như mà các bạn mà không có cầm cái điện thoại 24/24 trên tay mình và dán mắt vào nhìn nó đó, thì mình không thể nào mà mình có thể mình biết được là khi nào nó lên để mình có thể mình đẩy ra kiếm một cái số tiền lời khoảng gấp 5 lần ngay lập tức thì rất là khó nha mọi người. Còn một cái nữa là khi nó ra rồi á, nó sẽ bình một thời gian khoảng chừng vài tháng gì đó, rồi có nhiều cái nó đến một năm, và trung bình khoảng chừng 5-6 tháng bắt đầu nó vượt lên lần nữa. Khi bắt đầu nó vượt lên một lần nữa rồi á thì bắt đầu nó lên từ từ, nó vượt lên cao, và cái lần thứ hai đó thường thường á là nó gần bằng cái all time high, là nó gần bằng với cái lúc mà cái giá lên cao nhất ở cái lần đầu tiên nó mới ra, nó vượt lên, nó giật lên á, rồi xong rồi nó thấp hơn tí xíu hay là nó bằng tí xíu thôi, rồi xong rồi nó lại xuống, là nó bình bình thời gian và nó lại đi lên nữa. Thì cái lúc mình nên mà mua tốt nhất á là cái lúc nó bắt đầu cái sóng nó bắt đầu nó mới ra ha, nó vượt lên cao, nó rớt xuống, nó bình bình vậy nè, rồi sau đến một lúc nó bắt đầu nó vượt lên, mọi người thấy nó vượt lên mà nó vượt cao hơn những cái lúc mà từ cái lúc mà nó xuống, nó lên cao lúc mới ra rồi nó xuống, rồi xong nó lên tí xíu nữa, rồi cái lúc mà bắt đầu mà nó lên cao hơn cái lúc mà nó xuống rồi một thời gian mấy tháng đó, thì mấy bạn có thể mua vô lúc đó bắt đầu nó lên cao hơn nữa, ok. Nhưng mà cái sóng của cái mấy cái coin đó thấy phiền, nói chung thì mình cũng phải may mắn chứ không phải mình lúc nào cũng đoán đúng và xem đúng của nó hết trơn á, và mua đúng lúc, có khi mình vào còn cũng trễ, ok. Rồi xong rồi còn cái mình sẽ nói về cái Elon coin trong một tí xíu nữa. Bây giờ mình nói với các bạn là về cái Shiba Inu cho mọi người hiểu rất là rõ này nha. Có nhiều bạn hỏi mình đó là mình có bán ra hết hay là không, hay là mình vẫn còn ở đó. Nhưng mà mình nói với mọi người là hồi bữa mình chuyển 30% thì những số đó mình vẫn còn. Hôm nay mình rất là bận nên mình cũng chưa có chuyển đi.
tại mình xem nhiều cái lắm về cái giá nó cũng rất rớt đó, mình cũng để đó thôi. Và có một cái về cái CBA New là cái thị trường bây giờ á, là cái người những cái người mà cái voi lớn trong vòng trong 10 người đó thì nó cầm 70% của giá thị trường của CBA New. Thì nói chung thì mình cũng rất lo mọi người, không phải lo cho mình không mà lo cho mấy bạn nữa. Bởi vì cái nếu như một cái người bán ra, mọi người mình nói mọi người hiểu không? Nhưng bây giờ nguyên cái thị trường không có mình á, để cộng vào cái số 750 hơn 750 ngàn người sở hữu cái CBA New á, thì cái thị trường nó sẽ không có giá hôm nay. Cái đó là một phần cũng là nhờ mình chúng ta. Thứ hai là 10 người mà giữ đến 70% cái giá thị trường của nó, mà đến một lúc nào đó mà nó bung ra hết á, thì cái thị trường này sẽ bị rớt rất là sâu, rất là nặng. Thì mọi người cứ bây giờ cứ nghĩ đi, cái thị trường cái giá nó bây giờ là 50 đi, bây giờ nó rớt xuống 70%, 75% hết cái giá thị trường ở ngoài đó, thì nó sẽ nhảy âm vào một số không và nó trở về lại khoảng chừng số 2 lúc như lúc lúc trước. Như vậy thì chúng ta sẽ mất đi đến 90% cái tiền đầu tư của mình, và mình phải chờ thời gian lâu, khi những người khác bắt đầu vào mua lại cái đó thì giá nó mới lên lại. Thì cái đồng tiền CBA New này bây giờ nó đã có giá trị nhất định cho thị trường, thì nó sẽ không bao giờ trở lại số 0 như những cái bạn không có hiểu, mấy bạn nói như vậy thì không không đúng, ok. Còn một cái nữa là cái người mình đã nói với cái livestream cũng với bạn ngày hôm qua rồi đó, là mình có nói là cái CBA New này á, cái người creator đã làm ra cái CBA New này đó, cái người đó có thể giữ trên 40% trong cái 70% đó. Mọi người hiểu mình nói không? Thì nó có một cái lo lắng và một cái cũng cũng vui là nếu như cái người làm ra cái CBA New á, cái người mà founder á, là họ giữ đến đến hơn 40% theo cái tìm hiểu của mình á, thì cái người founder giữ hơn 40% cái giá cổ phần, cái giá của CBA New. Như vậy á, thì nếu như những cái người kia bán ra hết đi 30% thì cái giá thị trường hiện tại bây giờ nó sẽ rớt vào khoảng còn số 1 cho mọi người, số 1 hoặc số 2. Ok. Thì nói chung thì nếu như cái người mà làm ra cái CBA New này á, thì thường thường họ không có muốn cái họ kiếm nhiều đó tiền là cái họ mất luôn. Họ không muốn như vậy. Khi mà mình có một số tiền mà có thể mình xài suốt đời mình, đó là khoảng chừng, nói thật với bạn, chứ mình ăn xài bình thường, mình đừng có cái kiểu như tiêu phí như kiểu mua siêu xe mỗi ngày hay cái này cái kia á, thì cái số tiền 1 tỷ tiền đô á, mấy bạn xài cả đời không hết được, ok, cho cả gia đình. Thì theo mình, nếu như cái người mà người ta muốn như vậy á, thì khi mà lên giá được rồi, người ta đã bán lấy 1 tỷ đô để người ta có thể sống an nhàn hết cuộc đời, thì cái đó thì họ đã làm rồi, đúng không? Nhưng mà những người đã có cái số tiền đó rồi á, họ không có nghĩ đến tiền nữa, mà họ lại nghĩ đến cái danh tiếng của họ, họ nghĩ đến cái công sức họ làm ra cái thị trường cho cái chính mình, cái coin này nè, thì họ muốn nó bắt đầu compete với những cái khác, họ muốn nó lên tới bằng tiền tỷ, chứ không có còn cái thị trường nó muốn lên bằng tiền trăm triệu, trăm tỷ rồi ngàn tỷ. Cái đó là cái giấc mơ của họ, và nếu như họ làm được như vậy á, thì cái tiền của họ sẽ rất là nhiều. Nên nếu như cái người mà làm cái Shiba Inu này á, mà bây giờ cái 30% cái cổ phần kia đó mà nó có bán ra đi nữa đó, mà nếu cái người chủ của cái người mà làm ra Shiba Inu này mua hết những cái đó lại và đốt đi, mọi người hiểu không? Nếu như người đó làm lại và đốt đi thì cái giá tiền Shiba Inu này á sẽ rớt rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ vực và nó lên lại, tại vì trong lúc đó 40%, ok, với lại cái 30% của 20 mấy% của mình, ok, là mình phải có khoảng 28 đến 27 28% là tất cả những cái người đầu tư nhỏ ở trong đó, và 7 cái con 10 con cá voi lớn đó, thì có cái người người làm ra thì nó đã có khoảng chừng 41 đến 43% của tổng cái số số coin của Shiba Inu. Thì bởi vậy nên mà nếu như những cái chín người kia mà có bán hết ra đi nữa thì cái giá trị của họ khoảng chừng ba dưới 30% cái tổng số lượng
số coin của Shiba. Thì nếu như cái người founder người ta lấy lại hết cái đó, người ta bỏ đi, người ta chịu lỗ bên người ta là 30%, thì họ vẫn giữ lại được hơn 10% tổng số thị phần của nó. Và nếu như họ đốt như vậy đó, thì họ sẽ đốt luôn cái mình, cái này theo cái tính toán của mình thôi nha, chứ mình không có nói chính xác là mọi người đừng có tin nha, mình chỉ giải thích cho mọi người nghe thôi. Và nếu như cái người chủ đó lấy cái tiền của họ ra để họ mua những cái coin đó luôn, là họ còn lại khoảng hơn 10%, và họ đốt hết một lượt là đốt đi thẳng 60% cái tiền Shiba Inu, thì lúc đó cái tiền Shiba Inu sẽ lên đến gần 1 xu nha mọi người nha. Thì cái cách đó là cái cách mình nghĩ khách quan, ok. Còn một cách nữa là nếu có thể người ta bán ra, ai cũng sợ người ta bán ra, rồi cái người chủ cái làm cái Shiba Inu này ra là thấy là cơ bộ không ổn, thôi giờ mình lấy 10 tỷ này ra mình có cuộc sống thoải mái hơn, thì cái đó là một cái mặt xấu của nó. Thì mình cũng phân vân, mình không biết nói với bạn làm sao. Nhưng mà cái người đầu tư á, thì mình không phải là mình chỉ biết tính toán, và mình cũng phải trông chờ đến cái sự may mắn, và lúc nào phải có may mắn, có thắng có thất bại. Cái việc đó thì thường xuyên trong cái thị trường, trong cái chinh chiến ở ngoài chiến trường của thị trường ở bên ngoài kia. Thì mình nói cho mọi người biết là cái việc đó nó xảy ra á, thì cái đồng Shiba nó rớt rất là thấp nha mọi người, và nó sẽ vượt lại nếu như người ta đem những cái số tiền đó ra người ta đốt bỏ luôn. Tại vì nếu như bạn hô, bạn cầm cái đồng Shiba của bạn, nó không thể nào về số 0 và nó mất hết giá trị được, là bởi vì cái số tiền mà nó đầu tư vào Shiba Inu này á, thì nó đã có giống như cái nó cán mốc, và cái thị trường là phải, cái market cap là phải giữ cái giá trị của cái đồng tiền đó như thế nào. Nếu những cái đó bán ra thì giá trị nó còn bao nhiêu thì nó vẫn sẽ lưu hành bình thường nha. Thì nếu như chúng ta giữ 30% và 30% cái giá thị trường, thì cái người kia mà cái người founder mà lấy ra 30% mà để mua đốt bỏ luôn cái 330% cái người kia bán ra, thì họ còn 10%, thì tính ra là cái tổng giá thị trường sẽ còn lại 10%. Và cái 10% đó cộng với chúng ta có là khoảng chừng 40% còn lại. Thì cái giá trị hiện tại của Shiba Inu là 549.000 tỷ cái. Thì mấy bạn trừ ra 60%, thì nó còn lại khoảng chừng gần 250.000 tỷ. Ok. Thì cái giá trị của Shiba Inu nó sẽ lên gấp 3 hiện tại bây giờ. Và cái đó là phải một thời gian lâu nó mới lên được như vậy. Và cái market cap, nếu như cái lúc đó market cap của Shiba Inu bắt đầu nó trở lên lại khoảng chừng 40 tỷ, thì hiện tại mấy bạn sẽ có khoảng gấp 7 lần cái số tiền bạn có bây giờ. Là cái đó là bình thường thôi nha. Còn nếu như những cái lúc đó mà cái giá trị đồng tiền Shiba nó tăng lên, người ta bắt đầu ta mua nhiều người đầu tư vào thêm á, thì nó có thể tăng lên nhân gấp 2000%. Thì các bạn có thể sẽ lên 20 lần số tiền bạn hiện có bây giờ ở trong Shiba Inu. Còn một cái nữa, nếu nó vực á, người ta mua nhiều hơn á, và người ta vẫn đốt đi á, thì cái đồng tiền Shiba sẽ lên hơn. Thì cái cách đó để đưa cái đồng tiền Shiba lên trên 1 sen nha mọi người. Ok, cái đó thì mình chia sẻ cho mọi người biết, để có thể tính toán là nên mua thêm hay là nên lấy ra bớt. Lấy cái số tiền lời, tại hiện tại mình biết hiện tại bây giờ cái giá này bây giờ cũng có rất nhiều bạn đã có lời, còn lời trong đó. Thì nếu như mấy bạn lo lắng và muốn đầu tư vào những coin kế tiếp, mình sẽ chia sẻ với mọi người á, thì mấy bạn có thể lấy cái tiền vốn ra rồi để cái đó Shiba đó, rồi mấy bạn có thể đầu tư tiếp vào những cái coin kế tiếp, mình sẽ chia sẻ với bạn. Tại vì mình không có đầu tư chỉ một cái, nhưng mà những cái mình đã mua trước khi mình làm video thì mình không có làm, tại nói thật với mấy bạn nó cũng lên ít thôi chứ không có lên nhiều, lên 2-3%, 5-6% vậy. Cái nó lên 10%, cái nó rớt lại còn 2-3%, rồi cái nó xuống âm lại. Thế nói chung cũng đồng tiền nó còn nằm y đó thôi, chứ nó không đẻ ra tiền, mọi người hiểu không? Nên mình không có làm mấy video về những cái đồng tiền đó. Thì như cái Dogecoin mình cũng còn nha mọi người, nhưng mà mình không có nằm y đó, mình cũng lỗ chứ mình đâu có lời được. Hồi bữa giờ đâu lên đâu, nó cứ âm âm chứ. Lúc mình mua 3 mấy lần, giờ nó còn 2 mấy, thì nói chung mình lỗ, nhưng mình cũng đợi đó thôi. Nên đồng đó sẽ phải chừng 2-3 năm nữa bắt đầu nó phải trở mình, nó sẽ vực lại, nó lên khỏi 1 đồng. Mình nghĩ nó sẽ lên khỏi 1 đồng nha mọi người nha.
nhưng mà trong chắc 1-2 năm hay có thể hơn 2 năm nữa, còn một lúc nào đó nó sẽ lên lại 80 xu, nhưng mà cái đó là bất thình lình thôi. Thì mọi người cứ nghĩ mọi người đầu tư cái giá bây giờ là gần 30 xu mà nó lên lại cái giá 80 xu thì mấy bạn được khoảng chừng gấp rưỡi cái số tiền mấy bạn đầu tư. Rồi xong sau khi mấy bạn trả tiền lệ phí này kia hết trơn á, thì mấy bạn cũng còn lời hơn có như khoảng chừng 1/25, 1/25 đến 30. Thì nói chung là cái số tiền đó mà bạn mua cái Dogecoin mà bạn bỏ vô 10.000 thì bạn có thể lời được 12-13.000 trong thời gian đó thì bạn không có biết. Nhưng mà nếu như có 10.000 bạn có thể bạn chia ra, bạn đầu tư 5 cái coin nhỏ khác nhau để mình giới thiệu với mấy bạn sau này. Cái tiền đó có thể mấy bạn nhân gấp 10 lần, gấp 20 lần, có thể gấp 100 lần nếu như mình may mắn. Thì tùy mấy bạn nha, thì mình chỉ có bấy gì vậy thôi. Mình không có ngủ nên nói chuyện gì cũng nghe đừ. Bây giờ mình nói rất nhanh sơ sơ về tại mình hứa mấy bạn rồi nên mình phải làm video này. Thì mình sẽ làm cái video nhanh, rồi mình có công việc mình phải làm nữa, rồi xong rồi nếu khuya nay mình làm công việc mình xong, mình có rảnh mình sẽ lại làm thêm một cái video về cái Elon Musk này nữa nha. Mình kêu Elon Musk mình quen thì nhưng mà nó là Dogecoin Musk, ok, thì mình kêu bằng Elon đi, ok. Cái Elon coin này á, cái ngày đầu tiên nó ra là tháng 22 tháng 4 năm nay thì nó mới ra đây thôi. Và như mình nói với mọi người thì khi mà nó ra đó, ngày 22 đến ngày 2 ngày nó bắt đầu nó lên, khi nó mới ra bắt đầu nó lên riết cho đến ngày ngày 9 tây tháng 5, ok, thì khoảng chừng 2 tuần rưỡi bắt đầu nó nhảy vọt lên để mình cho mọi người để mình nói cho người biết nè. Nó nhảy vọt lên cái lúc mà ngày 11 á là nó lên mất đi một con số 0, ok. Để mình xem hiện mất 2 số 0 chứ, nó nhảy lên cái mất 2 số 0 liền. Nó chỉ lên trong thời gian có để mình coi kỹ đây nha, mấy bạn chờ xíu nha. Trong vòng có một tí xíu thời gian thôi mọi người. Trong vòng có một tí xíu thời gian thôi, chưa được mấy phút nữa là nó rớt xuống lại liền nha mọi người nha. Chưa được tí xíu là nó rớt lại nó thêm âm lại số 0 lại, rồi nó lên tí xíu rồi nó lại thẳng, nó rớt thẳng xuống luôn. Nó rớt thẳng xuống gần bằng cái giá khởi đầu ban đầu. Nó rớt lại gần bằng cái giá ban đầu nha mọi người. Giống như là hơn có 0 chấm, nó hơn khoảng chừng 2% thôi nha. Và lúc đó thì cũng có 1 triệu đồng đã người ta đã bỏ vào cái tiền này. Và mãi cho đến ngày tháng này, cái tháng 11 đó, bắt đầu nó lên lại nha mọi người. Là tháng 10 chứ lộn. Tháng 10 bắt đầu lên lại, khoảng giữa tháng 10 bắt đầu nó lên, là cái lúc đó là mình nghĩ mình định mua, mà sao cái mình thấy đang theo dõi cái Shiba coin này mình dồn vô đó không à. Rồi xong cái nó lên lại một lần, nó mất số 0 nữa. Rồi bây giờ nó rớt xuống, rồi bây giờ nó chuẩn bị lên lại thì mình mua nó ngay cái lúc nó đang lên và nó đang xuống. Thì nói chung là bây giờ mình cũng khoảng chưa được về vốn nữa nha mọi người. Đó. Bây giờ á là cái volume thôi chứ market cap nó chưa có, là tại vì nó mới với lại chưa có nhiều người đầu tư á. Thì bây giờ cái giá nó là 5 số 0 và 156. Lúc hồi trưa này mình có mua thêm, mà cái này á là cái nói chung nó cũng có, mình theo mình nghĩ thì nó có thể mà nó đốt bớt đi nữa thì cái giá này tăng nhanh nha mọi người nha. Có thể nếu như mà mọi người đổ ùa vào giống như Shiba Inu á thì có thể nó tốt hơn Shiba Inu nha mọi người. Cái vốn giá trị hóa thị trường hiện tại bây giờ á là 852 triệu, ok, chưa được 1 tỷ. Cái giá của cái Elon nó bây giờ là 5 số 0 nha mọi người. Ok. Thì nó trước tiên nó sẽ lên giai đoạn hiện tại bây giờ. Rồi cái chỉ tổng số của thị vốn hóa thị trường bây giờ nó chỉ bằng 0.03% của giá tất cả thị trường thôi, thì nó không bao nhiêu hết trơn á. Ok. Còn cái khối lượng vốn của nó cái
cái circulation của nó đó thì cái số nó nhỏ hơn chứ nó không có nhiều như như Shiba Inu nha. Nói chung là bằng cái Shiba Inu hiện tại bây giờ. Để mình chờ mình coi lại cho mình nói cho các bạn biết nha. Mình đọc mà mình xem nhiều quá đầu mình nó bị rối á, mình không có nhớ được luôn, mọi người xin lỗi mọi người nha. Ok. Cái này á thì nó có nhiều, mình nói có nhiều bằng cái Shiba Inu. Nhưng mà cái cư lưu thông của nó hiện tại bây giờ là khoảng cũng ngang ngửa với lại Shiba Inu. Người ta mình nghe người ta nói chứ mình cũng không biết chắc chắn 100% là bây giờ người ta đã đốt bớt một ít rồi. Thì bây giờ mình không biết, nhưng mà mình có một cái coin nữa là mình cũng đang tìm hiểu, mà mình đang tìm cách á, thì mình chưa biết như thế nào, nhưng mà nó cái sản lượng nó hình như là chỉ có 500 ngàn tỷ thôi chứ không phải là một quadrillion nữa. Thì cái này á là cái đồng này nó sẽ lên xuống và cái sóng nó chạy rất là giống y như cái của Shiba Inu với lại cái Dogecoin. Và cái sự chênh lệch của nó, nếu mấy bạn so sánh về cái tỷ lệ của cái tổng sản lượng của cái coin của cái Elon này á và tổng sản lượng của Shiba Inu, thì cái giá hiện tại bây giờ là giống như cái giá lúc khởi đầu của Shiba Inu sau 2 tháng trước khi nó ra thị trường nhiều người biết đến á. Thì nếu như mà nó vực lên nữa thì mình kiếm được một chút. Cái này là cũng lâu dài nha mọi người, chứ không lên ngày hai ngày đâu. Mọi người cứ nghĩ là cứ đầu tư là nhảy vào kiếm tiền liền trong vòng 1-2 tuần, 1-2 tháng, không có nha mọi người. Cái nào nó cũng phải có một cái sự kiên nhẫn và cái thời gian để nó đứng vững ở trên cái thị trường rồi á thì nó mới có cái giá trị của nó được. Rồi xong á thì khi mà nó có đứng vững trên giá thị trường rồi thì mới nhiều người bắt đầu có giống như là tin tưởng nó rồi bắt đầu mua nhiều. Mà khi người ta mua nhiều về vào rồi đó thì nó sẽ bắt đầu lên giá. Và cái Elon này nó mới ra đây mà nó đã lên được cái sàn crypto rồi thì nó còn, nói chung là mình suy nghĩ nó cũng có rất là nhiều potential nha không. Cái gì mình nói là gì, có cái gì mình hay nói đó, nó cũng có cái sự tăng trưởng cao đó. Thì giống như là nếu như mà mình đầu tư á thì mình phải giống như tin chính mình và mình biết mình đang làm cái gì. Và thường thường những cái coin á mà được lên được sàn của crypto á là nó phải có strong background, giống như có một cái nguồn xuất xứ tốt. Và thường thường mấy coin mà nó ra thị trường đời ít có cái nào mà trong vòng vài tháng mà có thể lên được crypto hay là Coinbase đó mọi người. Thường thường là nó mới ra là người ta phải mua trong Binance không à. Tại Binance là một cái sàn rộng đó, người nó liên kết với lại những cái như là MetaMask rồi mấy bạn chuyển nó qua BNB. Rồi xong rồi bạn mua trong copy cái địa chỉ rồi bạn sẽ bấm nó vào bỏ trong cái MetaMask á. Rồi bạn sẽ qua cái PancakeSwap rồi bạn bỏ cái address của nó qua đó, rồi bạn chuyển qua cái MetaMask. Rồi xong rồi bạn lại chuyển, giống như bạn phải chuyển nó qua giống như là vô 5-6 lần, 5-6 cái khoản á bạn mới mua nó được. Bây giờ mình có cái coin kia mới ra mình cũng tìm hiểu, thì mình sau khi mà mình tìm hiểu xong rồi mình sẽ nói cho các bạn biết nha. Nhưng mà nếu các bạn mà có thể đầu tư lâu dài hay là muốn kiếm một chút rồi nhảy ra thì cái Elon coin này á, thì mình nghĩ nó không có đến nỗi tệ, thì nó có thể nó giúp bạn kiếm một số tiền nào đó. Và trong thời gian bạn nuôi Shiba thì mà nếu Shiba mà không có những cái con cá voi mà nó không có nhảy đi á thì mình sẽ có lợi nhuận lớn. Và nếu như theo cái sự dự đoán của mình á thì có thể là họ sẽ đốt bớt rất là nhiều nếu như những cái con cá voi bự nó bán ra. Thì mình mong cái việc đó xảy ra để chúng ta đều thành công được hết. Còn cái Elon Musk thì cái Dogecoin Musk thì mình nghĩ là nếu như bạn nào có khả năng á thì vô xem cái này nha. Mấy bạn xem xong rồi nếu như được thì mấy bạn có thể mua. Còn không thì mấy bạn có thể mua trong những cái app mấy bạn mà không biết mấy bạn xài ví gì hay là cái sàn nào.
Nên thường thường nếu bạn xài với bạn khác thì bạn phải swap qua lại khoảng 3 4 5 lượt về bạn mới lấy mua nó được nha mọi người nha. Mình thì mình thích ở bên này thì mình xài nói chung là nhiều cái coin mình mua của crypto với lại Coinbase. Mình có trong MetaMask nữa. Rồi Coinbase wallet. Nhưng mà nói chung thì mình là chỉ là cái người chia sẻ với mọi người thôi. Những cái thông tin mình chia sẻ cho mọi người thì mình cũng tìm hiểu cho chính mình. Nên mấy bạn trước khi đầu tư, mấy bạn nên phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư, cũng đừng có tin mình nha. Tại vì mình cũng giống mấy như bạn, như mấy bạn thôi. Nhưng mà mình tìm tòi cái này cũng rất là lâu năm rồi. Bởi vậy nên những cái kinh nghiệm mà mình có đó thì mình cũng học hỏi cái người khác. Thì mình cũng nói chung á, nói trắng với mọi người á, không có ai thông minh hoài giống cái gì cũng biết được hết trơn á. Nên mình học hỏi hoài à. Đến nỗi như bây giờ có nhiều cái mình vẫn phải xem của người khác mình mới hiểu được thêm, chứ không phải là có nhiều người, con người của mình á, có nhiều người giống như là cứ xem sơ sơ cái là tao biết hết trơn rồi này kia. Rồi có nhiều cái giống như trễ, khi mà cần phải biết á thì mình không biết cách tìm chỗ nào thì mình sẽ bị trễ. Mà mình không có cái gì mà xấu mà xem của người khác mà gọi là xấu hết trơn. Nhưng mà nói với bạn mình cũng xem thông tin của người khác, chứ mình không có nói với bạn là mình tự mình tìm hiểu ra được. Cái đó thì nó quá xạo rồi. Tại vì mình đâu phải là người hacker đâu mà đi vô tìm được thông tin của nó trước khi nó tuyên bố, đúng không mọi người? Thì mình cũng phải đọc lại tin của những cái trang web khác, những cái tin mới của những cái sàn. Rồi mình có thể mình nói chuyện trực tiếp với những người trong sàn để mình hỏi nó một tí, rồi nó có nếu nó tiết lộ thì mình biết, còn không thì thôi. Nhưng mà cái đó là cái chia sẻ của mình, chứ có nhiều bạn không có xem video của mình vô bình luận nói được kiểu như là mình không biết gì mình nói này nói kia, thì mình cũng chứng nhận với mọi người mình cũng đâu biết gì, mình cũng giống mấy bạn thôi. Nếu như mình biết hết trơn rồi á thì mình mua ở đâu là trúng ở đó, mình mua ở đâu là thắng ở đó rồi, chứ không cần phải phải giải thích nói gì nhiều. Bởi vì thực tế mà đã biết rồi á, mấy người Việt Nam mình có nhiều người kỳ lắm mấy bạn, nghe thông tin của người ta mà lại muốn người ta phải nói đúng và phải nói vào chính cái vấn đề cho người ta biết, rồi xong là người ta thôi, người ta bỏ người ta đi. Cái kiểu như là mình phải làm cho người ta theo vừa ý người ta, cái người ta cần á. Và ngược lại không cần thì người ta chúng mình không biết, không cần biết đến á. Nhiều người Việt Nam mình có rất là nhiều người như vậy, tánh xấu á. Giống như kiểu như làm như ai cũng cũng phải làm theo ý mình này kia đó, còn không thích là giống như chửi người ta giống như vậy đó. Thì cái này mình nói thẳng là mọi người có ai mà có như vậy thì mình xin lỗi nha, tại vì cái đó là sự thật. Nên mình nói được cái tánh nó rất là xấu. Những cái người cái tánh như vậy đó thường thường là chỉ lợi dụng cái người bạn của mình hay là lợi dụng cái đối tác kinh doanh của mình thôi, chứ thực tế họ không bao giờ họ nghĩ đến người khác, họ chỉ nghĩ đến họ thôi. Thì những người đó thường thường là làm ăn trước sau gì cũng không thể nào thành công, tại vì những cái chính gì, những cái tật xấu đó sau này sẽ làm cho mọi người xa lánh. Và nếu như có bạn đối tác làm ăn rồi, họ cũng không bao giờ tin tưởng những người đó, và những người đó làm công việc gì thường thường sẽ rất là hấp tấp và sẽ không bao giờ thành đạt được. Thôi cái video mình đến đây nhiều rồi nha mọi người, cũng 30 phút rồi đó. Thôi mình xin tạm dừng ở đây nha. Giờ mình phải làm công việc riêng của mình nữa. Rồi có thể tối về mình sẽ livestream hay là mình sẽ nói chuyện với bạn tiếp nha. Bây giờ mình phải đi công việc tí xíu và phải còn làm rất là nhiều việc. Có mấy cái giấy tờ mình phải ngồi mình cộng số đồ ra, rồi mình phải tính công việc nữa. Cảm ơn mọi người nha. Xin lỗi mọi người hôm nay mình nói có vẻ hơi nhỏ thôi một tí, tại vì cũng đừ á. Nên mọi người thông cảm nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và buổi sáng vui vẻ bên Việt Nam nha.